chùa được vũ cung. Lời tu sĩ. Bài kế tiếp là bài múa của con vũ bạn Hà Xuân đã về. Sau là cô Phước Thành sẽ cho chúng ta một bài vọng cổ lời ru của mẹ. Rồi một cái chương trình rất là đặc biệt. Sau đó bài kế tiếp là con vũ chạy sẽ biểu diễn hoạt cảnh Đức Phật tại sân. Tiếp theo là bài múa của gia đình Phật tử Quảng Đức, bài múa người đề ông lấy rồi. Bài kế tiếp của gia đình Phật tử Phạm Hà, cô gái miền Tây. Bài kế tiếp là của ban quản trà qua năm 17. Một bài đơn ca Huế xưa của trì Quảng Đức. Bài thứ 10, bài múa của đội sen xanh công chúa và lân. La princesse et ses licornes. Bài kế tiếp của gia đình Phật tử Cổ Hiền, một màn kịch nhái lại nha. Bài kế tiếp là bài múa của gia đình Phật tử Quảng Đức, mùa xuân như hoa. Bài múa kế tiếp là bài múa của các em nam, ba bài hát TikTok. Chương trình kế tiếp là của đội sen tím, sẽ có một màn TV Buddha. Bài kế tiếp là mẹ từ bi tri đức, một phụ huynh sẽ trình bày. Bài kế tiếp là bài hát của một anh bạc trong ban bạc bảo hộ của nhà bếp anh Michel. Michel bên bài hát xuân trắng miền quê ngoài. Và sau đó là kết thúc chương trình và một hành cuối lần. Chúng con xin cung thỉnh chúng khi tôn đức an toàn lên trên hàng ghế chúng con đã sắp sẵn hả? Chương trình văn nghệ trải qua năm 17 sẽ bắt đầu. Xin chí quyền cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con những các bậc thầy cô đức, kính thưa quý bác, quý cô chú trong ban bảo trợ, quý phụ huynh, quý anh chị trưởng và tất cả quý làm viên trong trại hồ Đà Lạt, trại quan Thế Âm 2017. Theo truyền thống của gia đình Phật tử tại Pháp, hàng năm vào lễ Phật phụ sinh, chúng con quy tụ về đây vừa tổ chức trại, vừa cho các em tổ chức trại cho các em có cơ hội gặp nhau, trao đổi những sinh hoạt và những phương mình đem đến trao đổi với nhau. Còn thêm nữa là mấy em học hỏi thêm những lời giảng, những cái nghi thức làm lễ chánh điện cũng như là sinh hoạt ngoài trời. Thường thường là gần đến ngày mà bế mạc, chúng con có tổ chức một đêm văn nghệ rất vui và túi. Nếu mà tổ chức ở Đà Lạt thì
chúng con không hàng được có một cái bữa trà, đêm bữa trà là thỉnh thoảng như đó là lúc nào cũng dành cho chúng con một cái đêm bữa trà rất là vui. Ở đây một cái hội trường rất là rộng rãi và quý thầy tình thương quý thầy chúng con tổ chức một đêm văn nghệ giúp vui để làm sống lại tinh thần của đoàn viên Pháp Quân. Thank you.
sinh, đợt sinh trong trải qua năm ngày hôm nay. Tiếp theo là chương trình Múa Lân của trại Đội Sen Đỏ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thank you.
Dạ, còn mấy tháng nữa thôi chúng ta sẽ đón mừng ngày Phật đản sanh. Thì hôm nay thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà Ba La Môn Vũ đã dạy cho các em một hoàn cảnh rất là tuyệt vời. Hoàn cảnh được mang tên mừng Phật đản sanh do các em Anh Vũ Trại Ba La Môn. Sao? Dạ, của các em Anh Vũ Trại Ba La Môn. Thì thưa đây, hoàn cảnh mừng Phật đản sanh.
Dạ, cũng xin mời người mà đã gặp Đạo diễn xin mời. Xin mời hai chị. Chị Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh và chị mời chị Tinh Hiền. Và giọng Pháp Bảo, giọng đầu rất là tuyệt vời. Dạ, trong thời gian rất là ngắn ngủi mà mấy chị đã sáng tác ra những cái quả rất là tuyệt vời. Thực ra chút nữa mà thì vẫn làm đó mới nhìn trong cái kho của mình bị mất những túi rác hay những cái áo này là biết là mấy em này anh đâu có. Dạ, cảm ơn chào mừng mọi người, xin mời nhà công đức quý anh chị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để đón mừng trời Chúa như hoa mùa xuân gia đình phật tử thiên minh. Thôi vỗ tay chữ này các em nó nhiều múa quá. Dạ, xin mời tràng pháo tay thiên lớn.
Thank you.
châu không cá. Và tiếp theo là gia đình Phật tử và anh bố của gia đình Phật tử là qua vụ phúc xuân đã về. Mấy em anh bố đã vào. Chị Ngọc Tình ơi, có lời không mẹ? Trung trang kỹ thuật, một phút, một phút. Đây vụ phúc xuân đã về. Thank you.
Vous avez donné votre prénom rapidement. D'accord? Vous t'appelez comment? Vậy là dưới bác
con vui không? Vui, cảm ơn bác, cái thầy, cái cô, mấy chị em cho con ngày nhiều vui vẻ. Vui là vui. Được mang tên người du của mẹ và xin mời quý vị cho một tràng pháo tay. Hãy
Thank you.
là một cái bài này trời mới tập có một nửa thôi, là một nửa. Mới tập có nửa tiếng à? Dạ, xin cầu đức và quý vị cho một tràng pháo tay. Nhỏ chẳng hồng có tôi đợi chờ.
Thank you.
Anthony. Je vous le dis, ça s'appelle la princesse et c'est licorne. J'ai vu c'est licorne. Maintenant je trouve, elle est où la princesse? Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại.
qua bên mây đến nơi bờ nhà. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhanh dương xóa nhiều lòng thơ. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đêm đêm an vui xóa sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tai vô đường vô yên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, yêu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao nhiêu mây nước ngập trời, còn xin mẹ tự bi xót thương cô đồ gần nhà. Còn xin mẹ tự bi xót thương cô đồ gần nhà. Còn xin mẹ tự bi đây là một ca sĩ tiếng Hoa mới xuất hiện trong trại Quang Anh vừa rồi. Em tên là Cindy, sẽ hát một bài rất là quen thuộc với gia đình Phật tử. Bài hát thì mang tên Bốn Phương Trần.
sáng xanh cho các em thiếu nữ gia đình Phật tử Quảng Đức.
Hong Kong is the Dongdaemun, is the what they call the Pascal. Après le spectacle, veuillez rester avec nous pour faire une petite photo encore. Merci. Dạ, cũng nói cho các anh chị em trong gia đình Phật tử luôn ha, là sau cái giờ chương trình đó, âm nhạc thì có một tí quà cho tất cả gia đình là từ ở nơi quý thầy, quý cô khi mà thầy còn đọc đã chuyển xuống ở cái chương này, ok? Thì các anh cũng đã lại đây là lần thứ các em muốn nam của trạng con năm mẹ đã sẵn sàng chưa? Mẹ em sẵn sàng chưa? Chưa hả? Bao nhiêu phút? 2 phút hả? 2 phút sau đó là xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thank you.
Dạ, đây cũng là xin giới thiệu các anh chị là trong đây là cái đoàn lân của bạn Hạnh. Bạn Hạnh đang uyển chuyển lân, nó không còn múa như ngày xưa nữa. Kính lạch chị Tuấn Đức, kính thưa quý vị, tiếp theo là gia đình Thịnh Tử Quảng Đức với nhạc phẩm như một bài múa như hoa mùa xuân. Xin chị Tuấn Đức và quý vị cho một tràng pháo tay. Thank you.
chị Công Đức và quý phụ huynh cũng như quý anh chị, chúng ta sẽ thấy những khuôn mặt này vào ngày lễ Phật đản sẽ trình diễn tại hội trường này. Và quý đức cũng xin mấy em giới thiệu tên của mình ha. Mỗi em giới thiệu cái pronoun của mình ha. Chúc mấy em mua dẻ hoa và đẹp cho gia đình Phật tử Cần Đức cũng như cho chùa Khánh Anh. Ok. Xin mời các con mấy em. Còn khoảng mấy phút nữa là chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Thì trong lúc đó mời các em thay đồng phục của mình. Mấy em về nhà thay đồng phục của mình, chúng ta sẽ chụp hình tại hội trường và được nhận quà của thượng tọa trụ trì trừ đội lâm của chùa và anh và là phòng kế tiếp. Xin mời chị Quỳnh Liên. Thưa quý vị, anh Chí Đức một lần nữa sẽ trả lại chúng ta nhạc phẩm Kiếp Nhân Sinh. Xin chư Thư Đức và quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng sanh sống trong
nơi lời gian, không hay mình đã dương sai lầm. Thế gian bao nghiệp phận, bao tội lỗi lòng riêng mang, cánh sao qua khỏi bề khổ luôn. Từ bỏ hồng chân chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ tình. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật ngôn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật ngôn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật ngôn chú bi. Cảm ơn chị Đức. Và một lần nữa chúng tôi sẽ giới thiệu những khuôn mặt của các em trại sinh đội Sen Tiến trong một hoàn cảnh rất là vui, được mang tên Buddha TV. Xin mời đội Sen Tiến với hoàn cảnh Buddha TV. Buddha.fr. Donc je vous invite à télécharger toute l'application sur les multimédia, hein, ça pourra vous servir. Donc on a entendu parler qu'il y avait une super ambiance et qu'il y avait une fête à la pagode d'Ivry. Donc on est venu voir ce qui se passait. Donc on a entendu différentes couleurs. Donc apparemment l'équipe des rouges là, ça voulait dire tout déchirer. On avait des champions. Hein. Bon, les jaunes ils étaient un peu à la ramasse. Hein, parce que on les a vus, ils n'arrivaient pas à acheter la bouteille, ils sont jamais partis. Hein. Et puis voilà, donc on est content d'être parmi vous. Attends, pardon. Tu parles un peu trop, Philippe. D'accord. Une petite interview dans le public. Allez, on va demander à une petite, par exemple, est-ce que aujourd'hui tu as aimé cette folie? Oh, elle ne veut pas répondre. On va faire quelqu'un. Caméra. Venez. Si. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui trop content.
vocation, parce qu'on vous a rien à rien. J'ai fait toutes les vocations du monde. Regarde, pour les années à venir, j'invite des autres animateurs à prendre modèle sur le bon, merci. Puis je vais faire un petit tour dans la salle aussi. Je vais interviewer en live. Hein, alors on va prendre. Eleven, c'est ça? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ton séjour, hein? Comment ça s'est passé? Bien, c'est juste que j'ai failli mourir et faire un AVC. Et on a appris que tu avais un papa. Ouais. Donc, apparemment, il s'appelle Pascal. Et on voulait savoir, dans la vie, il est toujours comme ça. Il est très speed et on croyait qu'il allait tout casser. Bon, alors on va continuer. Okay.
va, je devrais tenir le coup. Ça va l'équipe. Merci, hein. C'est ça le live. Ça va les gars. Merci princesse. Chúng ta đã nhìn thấy đội lân để khai mạc chương trình văn nghệ, đội lân múa với công chúa, đội lân nghe nhảy TikTok. Bây giờ đội lân để kết thúc chương trình văn nghệ nửa trời. Và cái chìa khóa của phòng 333 của ai là chiếc áo áo là dân Phật tử của hội đoàn sinh Vạn Hạnh. Rồi, xin mời thầy. Dạ, lần múa thì nhờ tiếng pháo nhưng mà đêm nay mình không có thể đốt pháo được. Mời quý nhân nước và quý anh chị, quý cô bác trong tràng pháo tay đón mời đồ hoa. Thank you.
Bây giờ mấy anh sẽ quan tâm các lần và các lần đây. Chúng ta sẽ đổi hai con lần, hai chú lần đứng hai bên. Đứng hai bên đó. Xin mời quý học sinh. Chúng con xin mời chị Tùng Đức. Trải qua năm mình đang đứng nhận, chúng ta sẽ phản ứng nhận quà của thượng tọa chủ trì. Dạ, xin mời anh Quảng Phước đã điều khiển ra vấn đề mà tặng quà cũng như chụp hình lưu niệm tại hội trường. Con cũng thỉnh chư Tôn Đức chụp hình lưu niệm với lại cái bản hiệu của trại. Ba ngày trại mà không có nhớ là chụp hình như này á. Một lần nữa, người Đức và tất cả quý anh chị em đây xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức và quý bác quý anh chị em đã tham dự buổi văn nghệ giúp mình mọi túi. Vì thời gian không có cho phép nhiều nên mấy anh chị em đã tập rất là nhanh. Nếu có gì sơ sót xin chị Tùng Đức và quý anh chị xin tha thứ cho anh chị đạo vợ. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dans le cadre, s'il vous plaît. Je sais que vous allez faire un super spectacle. Je sais que vous avez des équipes qui sont gagnantes. Lesquelles? Nam mô Đại Từ Đại Bi Cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Hôm nay các em về chùa trong 4 ngày tuy ngắn ngủi nhưng mà rất là ý nghĩa và vui. Các em sống hòa hợp, vui chơi và diễn những trò sống động, thiết thực, thực tế. Nhất là trong những ngày sinh hoạt, các em nhớ những điều các anh nói như thế nào, diễn xuất như thế nào, các em làm cái trang thì rất là hay. Cho một tràng vỗ tay. Phải nói là các con có cái phước trong mấy ngày trước trời mưa tầm tã, trong khi tụi con về chùa chân hoạt nhờ Phật độ chất xong về độ tụi con đó. Cho nên ngày hôm nay trời rất là đẹp. Ở ngoài trời tụi con thì khi mà chủ nhật tụi con ra ngoài sân chơi thì rất là lo. Thấy thời tiết không biết là có mưa, có lạnh không. Mà thấy tụi con về vui vẻ mà chiều nay được trình diễn rất là xuất sắc. Hôm nay thầy đại diện cho Tân Đức, Tony, Tân Ni và bà con Phật tử tại chùa Trâm Anh xin niệm ơn các chị em, gia đình Phật tử ở tại Đức Pháp và các phụ huynh đã hy sinh sắp xếp thời gian về đây để cùng chung vui các cháu. Cái đó một niềm vui rất là lớn và tụi con cũng rất là hãnh diện là những người con Phật theo những gương là anh, là chị, là bác, là chú để về đây sinh hoạt. Tụi con tương lai mầm non đó là xong thực chất là quanh vũ của giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Âu Châu. Hãy dự đạo Phật chúc cho con bình an. Hôm nay ở chùa cũng có gì quà cho tụi con thì có một chút quà để tụi con đeo lúc nào cũng nhớ ngày hình ảnh ngày hôm nay. Đó là một sâu chuỗi. Khi tụi con học giỏi được sâu chuỗi và tụi con có học bằng một cái gì hơi yếu thiếu sót, tụi con lần chuỗi ráng cố gắng học hành giỏi hơn. Hãy như là Phật cho tụi con ha, như là Phật. Rồi, rồi thầy có gì cho tụi con mỗi đứa một cái quà cho vui ha. Dạ, xin các em chắp tay lại nếu mà lúc nào thầy cho, có gì nhanh lên không? Sao giỏi nữa, sao tôi giúp cho nghệ nữa, con ơi ủng hộ.
Rồi mình nói merci comment en japonais? Duyên trần phiền não ta buông xa, niềm cầu kinh nhất tâm ta bái quỳ Phật Đà. Nguyện kiếm sau cạnh bên Bồ Tát như đóa hoa sen kia an nhiên tỏa ra bao diễm kiều, nguyện làm đóa hoa sen luôn ở an yên bên Bồ Tát, thong dong trên dòng tam bảo đẹp xinh. Nguyện kiếm sâu cạnh bên Bồ Tát như đóa hoa sen kia, luyện tu pháp môn Vô Tát Niệm, hoa nở hoa tan nhưng vẫn luôn luôn bên Bồ Tát, nguyện làm một đóa hoa hoa tịnh biệt. Chế san yên chưa bay ta u biên khoảng của đời xuân khoai tung càng thiên đi trên tràn toán chân sư yên phần nào tiêu ý biên quay bái trái phó chiên trang trang và chỉ Đền Chúa Bồ Sa Na Tu Liên Siêu Liên, anh xin phá khai được treo điện Na Ha Sơ Sơn Ta Ngã Chai Sinh Chén Nhô Rú Cơ Sơn Pan Tớ Mi Liên. Đền Chúa Bồ Sa Na Tu Liên Siêu Liên, anh xin phá dung u cha yên hoa khai hoa lúa trái ni sân tiên, Chúa Chiên Sư chính sân đỡ xoay niệm. Đền Chúa Bồ Sa Na Tu Liên Siêu Liên, anh xin phá khai được treo điện Na Ha Sơ Sơn Ta Ngã Chai Sinh Chén Nhô Rú Cơ Sơn Pan Tớ Mi Liên. Đền Chúa Bồ Sa Na Tu Liên Siêu Liên, anh xin phá dung u cha hoa khai hoa lúa
trái ni sân bi. Chúa trên sư chính sân đã xuề liền. Phật tử sáng đứng tại chỗ. Phật tử trở lại tinh tế. Bonne nuit tout le monde.